gửi lời chào đến ban lãnh đạo, đến tất cả các anh chị, các cán bộ nhân viên của Villa Group. Chúng ta đã cùng nhau có mặt tại chương trình Welcome Dinner trong buổi tối ngày hôm nay. Thì năm vừa qua cũng là một năm đầy vất vả và thách thức, nhưng mà cũng mang lại rất là nhiều cái tín hiệu tốt cho công ty, và nó cũng đánh dấu một cái sự phát triển vượt bậc về cả mặt doanh thu cũng như về mặt tổ chức quản lý và các cái công việc đã được triển khai. Thì hy vọng rằng trên cái đà như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu và sẽ thu được những cái thành quả, những cái thành tích nó tốt hơn.